Hôm nay là Chủ nhật, ngày 26 tháng 4 năm 2020. Mình xin cập nhật trên toàn nước Mỹ. Hôm nay, với số người bệnh là 960.018 người đó các bạn. Chết là 54.173 người. Số người khỏi bệnh là 105.169 người. Hôm qua, số người bệnh hôm nay vẫn tăng lên. Bang New York với số người bệnh là 287.490 người, tăng 8.176 người so với ngày hôm qua. Và số người chết là 21.802 người, tăng 372 người so với ngày hôm qua. Thì hôm nay tiên mà số người chết ở New York hạ xuống mức 372 người. Trong số các ngày trước, New York là số người chết rất là cao. Hôm nay là ngày đầu tiên hạ xuống mức 300 người. Đó là một niềm hy vọng lớn lao cho tiểu bang New York đó các bạn. Tiểu bang New Jersey. Tiểu bang New Jersey với 105.523 người nhiễm bệnh, tăng 2.527 người so với ngày hôm qua. Và số người chết là 5.938 người, tăng 255 người so với ngày hôm qua. Tiểu bang New Jersey, số người bệnh và số người chết vẫn có nhiệt độ giảm đó các bạn. Đó là một tin vô cùng mừng cho chúng ta hôm nay. Bang Massachusetts với số người bệnh là 53.348 người, tăng 2.379 người so với ngày hôm qua. Và số người chết là 2.730 người, tăng 174 người so với ngày hôm qua. Thì theo các bạn thấy, cả ba tiểu bang ở trên, tiểu bang nào mỗi ngày cũng đã giảm số người chết và số người bệnh xuống rất nhiều. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời đối với tất cả người dân Mỹ trong tình trạng hiện nay. Tiểu bang California với số người bệnh là 42.626 người, tăng 1.271 người so với ngày hôm qua. Và số người chết là 1.698 người, tăng 77 người so với ngày hôm qua. Được. Thống đốc tiểu bang California là một người chống dịch rất là quyết liệt, rất là cương quyết, nên tạo hiệu ứng vô cùng tốt đối với Cali. Đó là tiểu bang Florida với số người bệnh là 30.839 người, 6 người so với ngày hôm qua. Và số người chết là 1.055 người, tăng 9 người so với ngày hôm qua. Đó là một con số vô cùng khích lệ, vô cùng tuyệt vời, phải không các bạn? Chúng ta có quyền hy vọng là cuối tháng này chúng ta đi làm trở lại. Vì ở Florida, số người chết hôm qua chỉ có 9 người mà thôi. Hôm nay số người nhiễm bệnh ở Mỹ tăng 31.197 người so với ngày hôm qua. Và số người khỏi bệnh tăng 6.739 người so với ngày hôm qua. Và số người chết tăng 2.000 người so với ngày hôm qua. Đó là một con số tuy có tăng theo mỗi ngày, nhưng mà đỉnh điểm đã qua và bắt đầu hạ nhiệt từ từ theo từng ngày của nước Mỹ. Tính tới ngày hôm nay thì số ca bệnh đã tăng lên, nhưng mà đã giảm so với ngày hôm qua. Chúng ta có quyền tin tưởng, đã thấy ánh sáng của đường hầm. Tuy vậy,
Các bạn không được quyền chủ quan. Hãy bảo vệ thật tốt cho gia đình và bạn bè, người thân của mình nhé. Khi ra đường nhớ mang bao tay, khẩu trang và mắt kính vào. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Cảm ơn.